Hello hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là đầu tuần, ngày thứ hai tại Hoa Kỳ là ngày 16 tháng 5 ở Việt Nam đó. Các bạn đã bước qua ngày thứ ba rồi là ngày 17 tháng 5 và bây giờ là khoảng 8 giờ tối giờ Cali. Thì cuối tuần vừa qua đó thường bận một số công việc cho nên không có làm video để mà chia sẻ với các bạn được Nhưng mà các bạn thấy được là hôm nay chúng ta đã trở lại và thường hy vọng là các bạn cũng có một cái cuối tuần vui vẻ Tại vì hôm nay đó chúng ta có rất nhiều những thông tin như các bạn thấy trên màn hình Và đương nhiên chúng ta sẽ nói về tình hình chung của thị trường hiện bây giờ Chúng ta cũng sẽ nói về một số những cái thông tin nổi bật Hôm qua đó là Chủ nhật tại Hoa Kỳ thì không có video nhưng mà thường cũng muốn dành thời gian ngày hôm nay để cùng nhau chung bình giá cái chương mục thử nghiệm với các bạn. Và chúng ta cũng sẽ đương nhiên nói về cái thông tin nổi bật nhất, có nhiều drama nhất bây giờ đó chính là không gì khác hơn là thông tin liên quan tới the Luna. Bây giờ có rất nhiều những tài liệu liên quan tới Thè Luna, các bạn thì chúng ta nghe nói tới là người này ra đề xuất này, người kia ra đề xuất kia thì tóm lại bây giờ đó tình hình của Thè Luna ra sao? Thường sẽ chia sẻ trong video này với các bạn và trước hết chúng ta hãy nói về tình hình chung của thị trường đi. Thì các bạn đã thấy là giá BTC đó coi như cũng tiếp tục giữ được cái mức là 30.000 đô. Thật ra đó đây cũng là một cái mức mà làm cho nhiều người đó cũng cảm thấy là chúng ta cũng có một cái sức giữ ở 30.000 đô mạnh hơn là một số người tưởng. Và chúng ta có thể nhìn vào những cái trang như là CoinGecko đi các bạn thấy được là tình hình chung trong vòng 24 giờ qua đó thì các bạn đã thấy được là BTC à, thì xuống 1,6%. Ethereum thì xuống nhiều hồi chút là xuống 2,1% Chúng ta có thể thấy được là BNB đây thì cũng không có sự thay đổi nhiều XRP xuống 1,9% Cardano xuống nhiều hơn Xuống tổng cộng là 5,1% Các bạn thấy được Solana thì xuống là 2,3%. Polkadot xuống 49% và Dogecoin xuống 0,8% Nói chung cũng là một ngày mà có nhiều màu đỏ hôm nay Nhưng mà tại vì chúng ta so sánh về cái giá của ngày hôm qua mà thôi Chứ còn chúng ta so sánh mấy ngày vừa qua đó Thì mức giá này cũng tương đương mà thôi Các bạn thấy được là BTC xuống khoảng chừng là gần như 2% Thì cái phần lớn Ocon cũng xuống phần trăm tương tự hay là nhiều hơn một chút Và chúng ta có thể thấy được là bây giờ đã không có gì quan trọng hơn Đó chính là tình hình của thị trường stock, thị trường tài chính nói chung như thế nào Chúng ta đã thấy hôm nay đó khi mà nhìn vào những cái chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đó thì các bạn đã thấy được là chỉ số Dow Jones đi hàng ngang ngày hôm nay S&P 500 đó thì xuống một chút xuống 0,39% và Nasdaq hôm nay đó là xuống 1,2% Pre-market có nghĩa là hợp đồng tương lai. Bây giờ thì các bạn thấy được là thị trường futures của chứng khoán đó là Dow futures tăng S&P Future sẽ tăng 0,27 và Nasdaq Future thì tăng 0,42 Nói chung là xanh là một chút Nhưng mà hôm nay kết thúc đó thì Dow Jones hàng ngang S&P 500 xuống nhẹ nhưng mà Nasdaq vẫn tiếp tục xuống con số lớn hơn Chúng ta nhìn vào dầu đi thì dầu bây giờ là ở mức còn cao hơn cách đây 2 ngày nữa Các bạn nhớ là hợp đồng lúc đó là khoảng chỉ 110 đô Bây giờ là 113 đô một cái thùng dầu rồi Nghĩa là giá dầu lại tăng nữa còn vàng thì sao? Vàng thì các bạn thấy được là cũng xoay quanh cái mức là 1800 đô, bây giờ là 1824 đô cho một ounce vàng. Còn crypto chúng ta đã biết rồi cho nên sẽ không nói tới. Điều mà quan trọng ở đây đó các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái chỉ số tham lam và sợ hãi hiện bây giờ trong thị trường chứng khoán đi chúng ta đang mức rất là thấp luôn, có nghĩa là cái mức con số là 12 là cực kỳ sợ hãi. Các bạn nghĩ đó là con số này tuần rồi ra sao tuần rồi đó cũng là cực kỳ sợ hãi luôn và ngày hôm thứ sáu đóng cửa cũng là cực kỳ sợ hãi thì các bạn đã thấy được là chứng khoán bây giờ đó rất nhiều những cái tâm trạng của những nhà đầu tư đó thì đang có sự sợ hãi hiện tại và các bạn nghĩ là cái tâm trạng của những nhà đầu tư trong thị trường crypto này ra sao các bạn có thể nhìn vào chỉ số tham lam và sợ hãi đó các bạn đã thấy được chỉ số này là con số 8 có nghĩa là cực kỳ sợ hãi thật ra không có nhớ lần cuối cùng nhìn thấy con số 8 này khi nào nữa Các bạn thấy được là thường đó xuống dưới 20 đó là đã là tình hình xấu về cái tâm trạng như đầu tư rồi Các bạn thấy được là hôm nay là con số 8 luôn dưới con số 10 Hôm qua là 14 và tuần rồi là con số 10 Nghĩa là tất cả những ngày hôm nay đó các bạn thấy được là phần lớn là cực kỳ sợ hãi Và thật ra khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ lịch sử đó Của cái chỉ số tham lam sợ hãi gần đây thì các bạn thấy được là trên căn bản bắt đầu là từ ngày 9 tháng 5 đó, nghĩa là cách đây khoảng chừng 8 ngày, khoảng chừng một tuần đó, thì lúc đó chúng ta đã thấy là thị trường đã đi vào cái tình trạng sợ hãi rồi đó chính là cái sự bắt đầu của cơn ác mộng mà nhiều người đã biết bây giờ đó chính là tình hình của teluna Luna và tiếp tục giữa mức cực kỳ sợ hãi cho đến ngày hôm nay và chúng ta có thể trả trở về đi con số bây giờ là con số 8 rất là thấp luôn lần cuối cùng chúng ta thấy con số 8 này là khi nào các bạn thì trở lại cái thời điểm là đầu của năm nay đây cũng không có con số 8 là con số 23 là thấp rồi chúng ta trả trở về thời điểm năm 2021 đó cái đợt mà đi xuống lúc đó đó là xuống còn khoảng chừng là 29.000 đô từ 63.000 từ tháng 5 cho đến tháng 7 của năm ngoái thì chúng ta được là cái chỉ số này cũng xây quanh mức là khoảng chừng là 19 tới 20 mà thôi. Bây giờ đi xuống dưới con số 10 luôn là con số 8 lần cuối cùng chúng ta có thể thấy được cái mức này đó là có thể trả trở về hầu như là chúng ta thấy là phải trả trở về hồi tháng 3 của năm 2020 lúc mà dịch bệnh vừa mới xảy ra có thể thấy được là bây giờ đó cái tâm trạng lo sợ của nhà đầu tư đây này ngang hàng với lại hồi tháng 3 của năm 2020 khi mà lúc đó dịch bệnh vừa bùng nổ và giá của BTC chỉ có khoảng 5.000 đô mà thôi và trước đó nữa đương nhiên là chúng ta trở về mùa đông crypto trước đó hồi tháng 8 năm 2019 và các bạn thấy được là ngay cả à, những cái lúc như là tháng 11 đó chỉ số cũng tương đương như là bây giờ của năm 2018 có thể thấy được là giá BTC thì vẫn giữ được ở mức là khoảng 30.000 nhưng mà cái sự lo sợ đó của nhà đầu tư đó giống như là BTC đã mức 5.000 đô vậy đó đã trả trở về hồi tháng 3 của năm 2020 mặc dù giá vẫn cao hơn 6 lần so với hồi tháng 3 của năm 2020, lúc đó giá chỉ còn 5 ngàn mấy mà thôi. Thời điểm này đó thì cái nơi mà các bạn cần phải quan tâm nhiều nhất đó chính là chỉ số Nasdaq của chứng khoán Hoa Kỳ đó có cái xu hướng như thế nào. Tại vì các bạn thấy là dựa theo cái thuyết này đó được chia sẻ bởi Markets và Mayhem thì chúng ta thấy được là cái sự tương quan giữa Bitcoin và chỉ số Nasdaq nghe cái chỉ số mà có nhiều cái công ty công nghệ ở thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đó. Cái sự tương quan bây giờ là 0.95 có nghĩa là chúng ta thấy được là nếu như hiểu á, là chúng ta thấy là không nghĩa là không có liên tương quan với nhau còn con số âm nghĩa là tương quan ngược với nhau còn chúng ta được con số bây giờ đó là 0.95 gần như là con số 1 có nghĩa là nếu như mà tương quan 1 trên 1 đó là mỗi một lần mà chúng ta thấy được là Nasdaq đá di chuyển 1% thì Bitcoin di chuyển 1% bây giờ con số là 0.95 có nghĩa là sự tương quan rất là cao luôn gần như là 1 trên 1 rồi có nghĩa là bây giờ đó thì trên trang bản là S&P xuống 1%, thì BDC xuống 1% và ngược lại thì chúng ta đã thấy được đây là cái tình hình hiện bây giờ chúng ta cần phải quan tâm rất nhiều đến tình hình thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ và chúng ta thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ đây thì cũng tương tự giống như là chúng ta nói tới Bitcoin mới đây, các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào chỉ số tham lam sợ hãi đó thì những nhà đầu tư chứng khoán bây giờ cũng đang nằm trong cái mức là cực kỳ sợ hãi mặc dù là khi mà chúng ta nhìn vào lịch sử drawdown đó nghĩa là lịch sử mà cái mức giá đi xuống âm trước khi mà hộp trở lại trước đây đó thì ngay thời điểm bây giờ đó không phải là cái thời điểm xấu nhất đâu các bạn thử chúng ta thấy là giá đi xuống chỉ khoảng chừng là 60% của cái thời điểm của khủng hoảng năm 2009 mà thôi có nghĩa là đây là cái số phần trăm đi xuống của chỉ số hiện bây giờ là khoảng 30,4% so với lại lúc mà khủng hoảng đó là có thể xuống tới khoảng chừng 45%. Có nghĩa là giá chưa có đi xuống tới cái mức đó nhưng mà cái sự lo sợ đó cũng đã ngang hàng với lại khủng hoảng tài chính năm 2008 đã, đã chín rồi. Chúng ta thì rồi cũng có cái sự tương đồng với lại crypto bây giờ. Giá tuy đã cao hơn là hồi tháng 3 của năm 2026 lần nhưng mà cái sự lo ngại bây giờ đó có thể là so sánh ngang hàng với cái mức đó nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự đó thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coi 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coi 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví MotaGen, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi Hãy tải ứng dụng Coi 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98 và hiện bây giờ đó thì Coin 98 cùng Thuận Capital đang tổ chức medium Lucky Winner trong mỗi số video trên kênh YouTube Thuận Capital với giải thưởng lên tới 1.000 đô la. Thì mỗi video đó sẽ có 10 giải may mắn, mỗi giải giá trị 5 đô la trả bằng token C98. Ở cái phần mô tả đó thì có cái link Google Form các bạn có thể tìm thấy một số những thông tin chi tiết. Cũng như là tham gia đó thì các bạn chỉ cần là điền cái mã tham gia được trình chiếu trong video này, cái Lucky Winner Number cái con số này sẽ thay đổi theo mỗi cái video và các bạn điền cái số đó vào sau đó điền địa chỉ ví BAP 20 các bạn tạo trên Coin 98 Super App là có thể tham gia thông tin chi tiết sẽ mình bên dưới cái video này và những cái tài liệu mà nổi bật hôm nay đối với chứng khoán đó, thường sẽ chia sẻ với các bạn ngắn gọn một hai cái tài liệu thứ nhất là cái tài liệu liên quan đến lạm phát cái bài thường là phần lớn đó mọi người đều chỉ quan tâm đến lạm phát bây giờ tại vì đó là cái câu hỏi rất là lớn là lạm phát có được quản lý hay là không và Fed sẽ có quyết định như thế nào Thì chúng ta nói tới đó là có một tỷ phú đó chính là chủ của Amazon Bây giờ không còn là CEO nữa tại vì đã rời khỏi Amazon rồi Nhưng mà Jeff Bezos là tỷ phú đầu tư nổi tiếng và người mà khởi nghiệp công ty Amazon Thì gần đây đó cũng đã lên tiếng chỉ trích là tại vì chúng ta có những cái gói hỗ trợ được ký bởi Tổng thống Joe Biden Nhất là cái gói gần đây đó là 1,9 nghìn tỷ Dẫn đến là chúng ta có hậu quả là khủng hoảng và lạm phát tăng cao hiện bây giờ sau đó, đó, thì đương nhiên là bên Nhà Trắng của Tổng thống Joe Biden thì cũng đã đáp lại ngày hôm nay là làm gì có chuyện đó. Lý do tại sao mà chúng ta thấy cái tình hình bây giờ đó lạm phát tăng cao tại vì những công ty nhưng mà không nói rõ là công ty gì nhưng mà cũng giống như là ngũ ý là những công ty như Amazon đó, không có đóng đủ thuế cho nhà nước cho nên vì lý do đó nó mới có lạm phát thì Jeff Bezos nói là hai cái này đó khác nhau đừng có gặp chung với nhau đó chính là việc là những công ty có đóng đủ thuế hay không đương nhiên chúng ta có thể bàn luận nhưng mà không thể nói là những công ty không đóng đủ thuế cho nên mới lâm vào tình hình lạm phát đó chính là cái sự lộn xộn giữa tỷ phú Jeff Bezos và chính quyền của Joe Biden hiện bây giờ và đương nhiên đó hai bên đó đã có nhiều cái hiểm khích trước đây nhất là gần đây đó các bạn thấy được là chúng ta có những thông tin liên quan đến một số nơi đó là có cái liên đoàn công nhân liên đoàn công nhân nó nghĩa là họ tụ hợp lại với nhau ở một công ty và sau đó đó là họ lên tiếng nói là bây giờ là có một người hay là một nhóm nào đó đứng ra mở một cái liên đoàn công nhân và cái nhóm này đó là sẽ chịu trách nhiệm để mà đàm phán về công ty về lương bổng về những cái chính sách mà nhân viên cần phải đạt được. Đương nhiên công ty sẽ không thích điều này và gần đây đây chúng ta cũng nghe nói tới một số những nơi ở Hoa Kỳ đó những cái công nhân họ tụ hợp lại để tạo những cái liên đoàn và một những công ty mà gần đây gặp cái sự cố này đó chính là công ty Amazon và cũng nghe cái thông tin là tổng thống Joe Biden thì ủng hộ những cái liên đoàn này cho nên các bạn thấy được là cái sự hiểm khích giữa Jeff Bezos và chính quyền Joe Biden đã có trước đây rồi đương nhiên lạm phát là một cái cớ để hai bên có một cái gì đó để dùng làm tấn công đối phương mà thôi kế đó nữa chúng ta thấy được là lại thêm một người nữa cũng có cái lời chỉ trích liên quan tới phần trăm lạm phát bây giờ đó chính là không ai khác hơn là chủ tịch Fed trước đây là Ben Bernanke thì như bạn cũng nên nhớ là Ben Bernanke chính là chủ tịch Fed Cái thời điểm khủng hoảng tài chính của năm 2008 và năm 2009 Thì bây giờ đó Ben Bernanke nói là cái tình hình hiện tại Tại vì lạm phát tăng cao dẫn đến là Fed phải tăng lãi suất Ngay thời điểm bây giờ khiến cho cái tình hình tài chính bất ổn là tại vì Fed bây giờ đang như là chủ tịch John Powell thì bây giờ đã quá chậm về cái việc là tăng lãi suất cho nên cần phải tăng gấp gáp cho nên mới dẫn tới cái sự hoảng loạn bây giờ thì nhiều người cũng chỉ trích là Ben Bernanke trước đây thì cái cách làm cũng như vậy mà thôi và cũng gặp nhiều khó khăn khi mà muốn nâng lãi suất sau khi đã giảm mạnh để mà hỗ trợ nền kinh tế năm 2008. Và có thể là nhiều bạn có thể đã quên nhưng mà trước đây đã nhiều người đặt tên cho Ben Bernanke là Helicopter Ben có nghĩa là trực thăng Ben á tại vì lúc đó Ben Bernanke cũng giống như là chủ tịch uh, John Powell năm 2020 và năm 2021 cứ in tiền rồi lại đẩy vào trong thị trường dẫn đến là lạm phát lúc đó đó cũng cần phải được quản lý và đương nhiên một chuyên câu hỏi đó nhiều người lại hỏi bên mình đăng kỳ bây giờ là nghĩ sao về à, về Bitcoin các bạn thấy được là hầu như đây là một đề tài mà bất cứ một người nổi tiếng nào à, được mời lên trên truyền hình đó, cũng được hỏi là nghĩ sao về Bitcoin thì bên mình đăng kỳ trả lời cũng khá là ngắn gọn chỉ đơn giản là không tin bitcoin nói bitcoin không có giá trị thì khi hỏi tại sao đó thì lập luận của bên mình chị cũng rất là đơn giản nói là bitcoin đó nếu như muốn như là một loại tiền tệ đó thì thật ra mà nói là rất là khó để thành công tại vì người ta bây giờ đâu có dùng bitcoin để mà đi chợ để mua hàng hóa đâu vì lý do là không ai sử dụng bitcoin để mà mua hàng hóa bình thường hay là đi chợ cho nên bitcoin đối với người ta không có giá trị thì cái lập luận này các bạn thấy được cũng có nhiều cái chỗ không có hợp lý tại vì các bạn thấy đâu phải cái gì cũng cần phải là tiền tệ được sử dụng mới có giá trị đâu chúng ta thấy được biết bao nhiêu những loại tài sản cũng có giá trị ngay cả như bài nào mà thích vàng cũng như vậy vàng cũng đâu có được dùng để mà các bạn cầm vàng đi mua ly cà phê đâu nhưng mà vàng vẫn có giá trị cho nên cái đó cũng không có hợp lý lắm chỉ là một điều đó, điều này cũng không làm cho Thuận quá bất ngờ đâu. Các bạn thấy ngay cả trong quốc hội bây giờ chúng ta cũng có rất nhiều những nghị sĩ ủng hộ crypto Bitcoin như là Pat Toomey, Cynthia Loomis, vân vân Nhưng mà ngay cả những người đó đó cũng ủng hộ Bitcoin như là một loại tài sản lưu trữ giá trị, một công cụ chúng lại lạm phát hay là một cái tài sản để đầu tư dài hạn chứ không có ủng hộ Bitcoin trở thành một loại tiền tệ hợp pháp. Đương nhiên, những người này họ đều muốn tiếp tục là giữ vững cái lòng tin của nhiều người vào trong đồng đô la thì việc mà chủ tịch Fed cũ đó, Cụ chủ tịch Fed Ben Bernanke nói là Bitcoin không có giá trị đối với ông ta thì cũng không nhiều là lạ đâu. Chỉ có là không biết tại sao Ben Bernanke lại dùng cơ hội này để mà có những lời chỉ trích liên quan tới chủ tịch John Powell. Điều này thường không có hiểu, thường nghĩ là sẽ liên quan đến chính trị. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ không bàn tới ngày hôm nay. Nói tóm lại, cái mà thường muốn chia sẻ mới đây với các bạn đó là đề tài liên quan tới lạm phát tiếp tục là một đề tài rất là nóng đang được nhiều người nói tới hiện bây giờ và điều này đã cũng là điều duy nhất mà chúng ta sẽ quan tâm đến chứng khoán Hoa Kỳ trong dòng bài tuần tới đây tại vì chúng ta tiếp tục sẽ thấy cuộc họp kế tiếp của Fed là ngày 14 và 15 tây tháng 6. Như bảo thường là khi nào họp tiếp, họp tiếp đó là trong vòng 4 tuần. 4 tuần nữa chúng ta sẽ biết cái thông tin liên quan đến là tăng lãi suất của Fed. Nếu như mà không có gì thay đổi đó thì Fed cũng đã từng chia sẻ rồi đó chính là trong tháng 6 và tháng 7 này đó thì chúng ta sẽ khả năng cao là thấy Fed tăng thêm hai đợt lãi suất nữa là 0,5% và cái sự phát triển của thị trường bây giờ đó, cái sự phản ứng nó cũng đã tính luôn 0,5% này rồi. Có nghĩa là nếu như mà không có gì thay đổi đó thì thị trường cũng không có sự ảnh hưởng nhiều đâu tại vì thị trường hầu như cũng đã chuẩn bị tinh thần để thấy Fed tăng thêm hai lần nữa tháng 6, tháng 7, 0,5%. Chỉ nếu như mà Fed nổi hứng lên mà muốn tăng thêm như 0,75 hay 1% đó, thì rồi chúng ta mới thấy thêm màu đỏ mà thôi đối với thuần là như vậy